năm 1968, trong khi cuộc chiến tranh Việt Nam đang bước vào giai đoạn gay cấn, ác liệt, thì sự xuất hiện của bức ảnh Hành quyết tại Sài Gòn khiến cho cả thế giới bàng hoàng, sửng sốt. Nó trở thành một trong những biểu tượng tàn nhẫn nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam. Và nhân vật chính trong bức ảnh này không ai khác chính là Nguyễn Ngọc Loan. Gã đồ tể cầm lon chuẩn tướng của Việt Nam Cộng Hòa và nạn nhân của hắn là một chiến sĩ thuộc lực lượng biệt động Sài Gòn. Nguyễn Ngọc Loan phải sống tiếp cuộc đời đầy bi thảm theo đúng luật nhân quả để trả giá cho tội ác man dợ mình gây ra. Nhưng ít ai nhắc tới số phận của chiến sĩ kia ra sao sau khi tấm hình này được chụp. Anh là ai? Còn sống hay đã chết? Có phải chịu sự trả thù của bè lũ Việt Nam Cộng Hòa hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Hành quyết tại Sài Gòn, Saigon Execution là tên của một bức ảnh nổi tiếng do phóng viên người Mỹ Eddie Adam của hãng AP chụp trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, ghi lại một trong những khoảnh khắc tàn nhẫn nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam. Với tấm ảnh Hành quyết tại Sài Gòn, Eddie Adam giành giải thưởng Pulitzer vào năm 1969. Năm 2007, bức ảnh này được tạp chí Mental Floss bầu chọn là một trong 12 bức ảnh làm thay đổi bộ mặt thế giới. Trong ảnh là hình chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan, tư lệnh cảnh sát phụ trách việc bảo vệ Sài Gòn, rút súng bắn vào đầu một chiến sĩ thuộc lực lượng biệt động Sài Gòn, tay bị trói, trên người chỉ mặc một chiếc quần salon và áo sơ mi caro sơn nút. Ông Ha Bull, sếp của phóng viên ảnh Adam tại hãng AP kể: Adam theo dõi hai người lính Việt Nam Cộng Hòa kéo một người tù ra khỏi một cái cầu ở cuối phố. Những người lính vừa kéo vừa đẩy một người có vẻ là Việt Cộng mặc áo sơ mi kẻ, tay bị trói sau lưng. Họ dẫn người đàn ông về phía Adam và võ xỉu. Còn phóng viên Adam từng chia sẻ với báo giới về sự kiện chấn động này như sau: Tôi dõi máy theo ba người đó, chụp một kiểu ảnh. Khi họ đến gần, những người lính dừng lại và lui về phía sau. Tôi thấy một người đàn ông từ bên trái bước vào trong vùng ngắm máy ảnh của tôi. Bức ảnh đã gây sốc cho toàn dân Mỹ nói riêng và nhân dân toàn thế giới nói chung. Hình ảnh tướng Loan bắn chiến sĩ biệt động tay bị trói, không có vũ khí mà cũng không cần xét hỏi, đã được các nhóm phản chiến tại Mỹ đưa ra khai thác triệt để trên các phương tiện truyền thông, với mong muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Đối với người Mỹ, bức ảnh này như một cú thoi vào bụng, vì thế cuộc chiến này là bẩn thỉu và không có chính nghĩa. Kể từ đó, các cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam tại Mỹ trở nên rầm rộ hơn bao giờ hết. Đỉnh điểm vào tháng 10 năm 1968, lực lượng cảnh sát Mỹ bắt đầu phải đụng độ với các cuộc biểu tình bạo động với hàng triệu người tham dự. Chính phủ Mỹ bị quốc hội trói tay, ngân sách viện trợ cho phía Việt Nam Cộng Hòa cũng bị cắt. Vậy chiến sĩ trong bức ảnh là ai? Đêm ngày 30, rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, tức đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân, cả Sài Gòn rung chuyển bởi cuộc tấn công chớp nhoáng, thần tốc của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn Gia Định do Bộ Chỉ huy miền Nam lãnh đạo. Trong khi các đội của lực lượng biệt động Thành đang tấn công dữ dội vào Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Đài phát thanh Sài Gòn, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng tham mưu, thì các tướng lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa mới giáo giết chống trả phòng bị. Bộ Tư lệnh Hải quân được Bộ Chỉ huy xác định là một trong những mục tiêu trọng yếu. Do vậy, trước giờ ra trận, toàn bộ 16 đội viên của đội 3 biệt động Sài Gòn Gia Định do ông Nguyễn Văn Lém, tự là Bảy Lốp, chỉ huy, cùng nguyện chiến đấu cảm tử để giành thắng lợi cho cách mạng. Sau khi chớp nhoáng dùng bộc phá đánh sập lô cốt đầu tiên, toàn đội xung phong đánh chiếm các ngôi nhà bên trong Bộ Tư lệnh Hải quân. Dù bất ngờ, nhưng địch nhanh chóng chống trả quyết liệt, dùng tiểu pháo 20 ly, trùng liên 12,7 ly, MM79 bắn tới tấp vào các chiến sĩ biệt động. Do trục trặc trong việc truyền khẩu lệnh vào những phút chót, quân ta không có đủ vũ khí, rơi vào thế bị bao vây cả vòng trong và ngoài. Đến sáng ngày mùng 2 Tết Mậu Thân, 14 chiến sĩ của đội 3 biệt động Thành vĩnh viễn nằm lại. Trong đó, đội trưởng Bảy Lốp là người hy sinh cuối cùng. Theo những thông tin chúng tôi tìm hiểu được, ông Bảy Lốp không hy sinh ngay mà bị quân địch bắt giữ, sau đó giải đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát Dã chiến Việt Nam Cộng Hòa. Đây cũng chính là thời điểm bức ảnh Hành quyết tại Sài Gòn được chụp và công bố cho thế giới không lâu sau đó. Theo một số tư liệu ghi lại, khi đến đường số 20 cũ, nay là đường Lý Thái Tổ, ngã 7, tướng Loan lúc này là người điều động lực lượng cảnh sát trong nội thành Sài Gòn, cầm khăn lau mặt, vẫy tay ra hiệu cho lính tránh đường. Không nói một lời, ông ta đến bên chiến sĩ biệt động bị trói hai tay, quăng điếu thuốc xuống đường rồi rút súng nhắm thẳng vào thái dương người tù binh. Đoạn tư liệu mô tả cuộc hành quyết man dợ nguyên văn như sau: Ngày 1 tháng 2 năm 1968 là ngày thứ hai diễn ra chiến dịch tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân năm 1968 tại Sài Gòn. Vào buổi sáng hôm ấy, nhiếp ảnh gia của Associated Press AP, Eddie Adam
tới quận Chợ Lớn để kiểm tra các báo cáo về vụ đụng độ giữa lính Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Không lâu sau khi đến hiện trường, Adam thấy một nhóm lính Việt Nam Cộng Hòa đang áp tải một tù binh người Việt bị còng tay dưới lòng đường. Adam bắt đầu chụp ảnh. Khi Adam đang chụp ảnh, một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện, tiếp cận người tù binh và rút ra khẩu súng ngắn. Adam khi đó không biết viên sĩ quan kia là ai và cho rằng ông ta chỉ muốn đe dọa người tù binh. Điều mà phóng viên ảnh của AP chứng kiến rất nhiều ở Việt Nam. Tuy nhiên, viên sĩ quan chĩa thẳng súng vào đầu người tù binh, nổ một phát đạn và giết anh ta ngay tại chỗ. Rất tình cờ, Adam bấm nút chụp ảnh đúng lúc viên sĩ quan bóc cò. Bức ảnh cho thấy sự lạnh lùng của viên sĩ quan cũng như khuôn mặt nhăn nhó của người tù binh khi cái chết ập đến. Khi người tù binh đổ dạp xuống đường, viên sĩ quan quay lại rồi nói bằng tiếng Anh với Adam. Người này giết rất nhiều lính của chúng tôi, cũng như nhiều người của các anh. Sau đó, viên sĩ quan thản nhiên quay người bỏ đi. Người nổ súng là Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám đốc Tổng nhà Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Người đàn ông bị giết là một người dân Sài Gòn và là chiến sĩ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau khi tấm ảnh gây choáng váng của Adam xuất hiện ở các tờ báo trên toàn thế giới, Nguyễn Ngọc Loan và những kẻ ủng hộ ông này cố gắng bào chữa cho vụ xử tử này, khẳng định người đó là sát thủ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và hạ sát nhiều sĩ quan cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa cũng như gia đình họ. Thế nhưng, không một ai, kể cả tướng Loan, có thể đưa ra những bằng chứng cho thấy Nguyễn Văn Lém hạ sát một người nào cụ thể. Thậm chí trong trường hợp chiến sĩ Nguyễn Văn Lém bị kết tội giết người, việc Nguyễn Ngọc Loan hạ sát lập tức người này rõ ràng là tội ác chiến tranh. Theo khái niệm được định nghĩa trong luật pháp quốc tế, với hàng triệu người từng xem tấm ảnh này, tấm ảnh của Adam là không thể chối cãi được. Tác giả Eddie Adam từng chia sẻ, ông ta, tướng Loan, rút một khẩu súng lục ra khỏi bao và nâng lên. Tôi không hề nghĩ là ông ta sẽ bắn. Người ta thường chĩa súng vào đầu người tù khi hỏi cung. Do đó, tôi chuẩn bị chụp ảnh về sự đe dọa, cuộc thẩm vấn. Nhưng nó đã không xảy ra. Người đàn ông chỉ rút một khẩu súng lục ra, chĩa vào đầu người Việt cộng và bắn vào thái dương anh ta. Đúng lúc đó tôi chụp bức ảnh. Ngay sau khi được công bố trên báo chí, bức ảnh không chỉ gây chấn động trên toàn thế giới mà nhiều giả thiết khác nhau về ai là người bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn cũng được đưa ra. Một số tờ báo nước ngoài cho biết người bị bắn là đại úy biệt động Thành Nguyễn Văn Lém tự bày lốp. Nhưng một số khác chỉ nói về người bắn là tướng Nguyễn Ngọc Loan mà không nhắc đến danh tính của người bị bắn. Chính vì vậy, tất cả những thông tin liên quan đến bức ảnh như ai là người bị bắn, thời gian, địa điểm chỉ được cả thế giới biết một cách mơ hồ, kể cả ông Eddie Adam, chủ nhân bức ảnh cũng không biết người bị bắn trong bức ảnh chính xác là ai. Bảy lốp, Nguyễn Văn Nà hay chiến sĩ biệt động nào? Chỉ đến 30 năm sau cuộc chiến Tết Mậu Thân năm 1968, hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện bộ phim từ một tấm ảnh để tìm hiểu về người chiến sĩ bị bắn chết. Lúc này, danh tính của người chiến sĩ bị bắn dần hé lộ. Đại tá Nam Hà, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận người trong bức ảnh hành quyết tại Sài Gòn giống đại úy Nguyễn Văn Lém. Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Lốp, vợ đại úy Nguyễn Văn Lém, thì người bị bắn có áo caro bị đứt nút mới khâu và giống chồng mình. Ngoài ra, đại tá Nguyễn Phương Nam, nguyên cán bộ Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều quan hệ với đặc công, từng tìm hiểu và thông tin trong bộ phim từ một bức ảnh, thì ngày mùng 1 Tết Mậu Thân, sau khi tấn công thất bại vào Bộ Tư lệnh Hải quân, bảy lốp bị bắt và bị đưa đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát dã chiến Việt Nam Cộng Hòa. Kết hợp với tin của phóng viên người Nhật lúc đó, người bị cảnh sát dã chiến đưa đến đường 20 cũ, tức đường Lý Thái Tổ hiện nay và bị bắn. Những thông tin này trùng khớp về thời gian và địa điểm mà bức ảnh được chụp lại. Tuy nhiên, cũng trong bộ phim tài liệu từ một bức ảnh, nhiều người từng là lãnh đạo quận 5 lại khẳng định Lê Công Nà, tự Bảy Nà, chính là người trong bức ảnh. Ông Nà là chính trị viên quân đội, kiêm phó chỉ huy quận 5, thành phố Sài Gòn gia định của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Các nhân vật lên tiếng khẳng định ông Nà là người bị bắn gồm bà Phạm Thị Xứ, nguyên bí thư quận ủy quận 5, ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên thường vụ quận ủy quận 5, bà Vũ Xuân Lý, nguyên phó bí thư quận ủy quận 5. Đặc biệt, trong nhận định của mình, bà ông Bích Liên, cán bộ quận 5, bạn chiến đấu cũ của Bảy Nà cho biết, thời điểm năm 1968, khi bà và các đồng đội xem báo miền Nam đã nhận ra Bảy Nà bị tướng Loan bắn, ai cũng khóc thương đồng đội. Còn bà Xứ thì xác nhận, sáng mùng 2 Tết, bà đã thấy Lê Công Nà mặc áo caro, hai bên có cười chào hỏi nhưng không kịp nói chuyện. Riêng ông Lê Công Tứ, anh ruột của Lê Công Nà, thì khẳng định người trong ảnh là em trai ông vì hai anh em rất giống nhau. Song từ nhiều năm nay, người ta đều cho rằng đại úy Bảy Lốp mới chính là chiến sĩ bị bắn. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2010,
nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các thành viên đội 3, 4, 11 biệt động Sài Gòn Gia Định, trong đó có liệt sĩ Bảy Lém đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đến nay, dù danh tính người bị bắn vẫn còn là một điều bí ẩn, khó lý giải với lịch sử, thì một giai đoạn hào hùng với những chiến sĩ biệt động anh dũng mãi là tượng đài bất tử cho phong trào đấu tranh của dân tộc. Sau này, khi chiến tranh đã lùi vào quá khứ, gia đình những anh hùng liệt sĩ như đại úy Nguyễn Văn Lém bắt đầu được đông đảo người dân quan tâm. Từ thắc mắc này, câu chuyện về cuộc sống hiện tại của những đứa con biệt động Sài Gòn ngày nào dần hé mở. Còn về Nguyễn Ngọc Loan, gã chuẩn tướng Việt Nam Cộng Hòa gây ra tội ác, cũng đã phải trả giá cho tội ác của mình ngay sau đó. Khi bức ảnh y dùng súng bắn thẳng vào đầu chiến sĩ đại úy biệt động Sài Gòn Nguyễn Văn Lém mà không cần xét hỏi đã tạo ra làn sóng phản chiến chưa từng có. Cả thế giới phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của y, một làn sóng phản chiến bùng nổ dữ dội buộc Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa phải đau đầu xoay sở. Cuối cùng, Nguyễn Ngọc Loan thất sủng, y phải sống cuộc đời bi thảm cho đến lúc chết. Theo một số tài liệu nước ngoài, tháng 5 năm 1968, vào đợt 2 của chiến dịch Mậu Thân năm 1968, trên một số trang báo của Sài Gòn loan tin tướng Nguyễn Ngọc Loan bị thương ở chân. Một số tài liệu khác cho rằng chính người Mỹ và Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh trừ khử Loan. Người Mỹ vốn không ưa Loan vì Loan theo Nguyễn Cao Kỳ lại muốn thay thế bằng phe cánh của Thiệu nên dựng nên màn kịch lạc đạn. Ngoài ra, một số nguồn dư luận cũng thông tin chính cố vấn trưởng Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa Ác Kompura vì mối thân tình với Loan nên từng đề nghị y không ra khỏi Dinh Độc Lập và không được tham gia bất cứ trận đánh nào có mục đích tiêu diệt các lực lượng mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, Loan đã không nghe lời và vẫn điều binh khiển tướng tại Chợ Lớn. Lúc này, chiếc trực thăng vũ trang UH-1B của Mỹ đảo một vòng trên bầu trời bộ chỉ huy của Loan, nã rocket và xả đại liên xuống rồi bay thẳng về phía Biên Hòa. Sự cố này chỉ làm cho Nguyễn Ngọc Loan nát chân, nhưng bốn viên đại tá thân tín của y là Lê Ngọc Trụ, Đào Bá Phước, Phó Quốc Trụ và Nguyễn Văn Luận cùng với hai trung tá Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn Bảo Thụy chết ngay tại chỗ. Từ lúc bị bắn nát chân, Nguyễn Ngọc Loan bị thất sủng, chính thức giã từ sự nghiệp nhà binh tại đây. Một số thông tin còn lan truyền, sau khi bị thương, Loan được đưa đến Tổng Y viện Việt Nam Cộng Hòa chữa trị. Tại đây, bác sĩ trưởng khoa giải phẫu đề nghị cắt bàn chân trái vì động mạch đã bị đạn phá nát. Nếu để lâu, cả bàn chân sẽ bị hư thối, nhưng Loan yêu cầu giữ lại bàn chân cho y. Lúc này, bác sĩ cố vấn trưởng Tổng Y viện đề nghị đưa Loan đến điều trị tại Bệnh viện Quân y Mỹ tại Long Bình. Giám đốc bệnh viện từ chối vì không có khả năng nối động mạch ở bắp chân cho Loan. Thấy tình hình không khả quan, Nguyễn Cao Kỳ yêu cầu MACV, Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam, can thiệp với hạm đội 7 có tàu bệnh viện đón nhận Loan để chữa trị. Nhưng tàu bệnh viện của hạm đội 7 này cũng từ chối. Lần nữa, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Tòa đại sứ Mỹ giúp đỡ đưa Nguyễn Ngọc Loan đến bệnh viện Yama trên đất Nhật. Tuy nhiên, Tòa đại sứ Mỹ cũng khước từ, không thể trông cậy vào Hoa Kỳ giúp đỡ. Nguyễn Cao Kỳ cuối cùng nhờ đến Tòa đại sứ Úc cho Loan được đến điều trị ở Canberra. Tuy nhiên, chính quyền Canberra viện cớ dư luận Úc đang sục sôi nổi giận với bức ảnh hành quyết tại Sài Gòn, không đồng ý chơi chấp một kẻ giết tù binh chiến tranh không vũ khí trong tay, nên đã khước từ đề nghị của Nguyễn Cao Kỳ. Loan lại được chuyển sang bệnh viện Walter Reed Medical Center ở Washington DC, Hoa Kỳ. Nhưng các nghị sĩ phe phản chiến tại Quốc hội Hoa Kỳ vào lúc đó cũng phản đối, nên y đành phải thất thểu trở lại Sài Gòn với đôi chân tật nguyền không khiếng. Cùng lúc này, nhân cơ hội Nguyễn Ngọc Loan trị thương, Nguyễn Văn Thiệu đã loại Loan ra khỏi các chức vụ để thay thế người của mình vào. Về lại Việt Nam, Nguyễn Ngọc Loan giải ngũ và sống bằng chế độ trợ cấp dành cho cấp tướng về hưu. Năm 1975, chính quyền Sài Gòn sụp đổ, máy bay của Mỹ không đưa Loan và gia đình y đi cùng vì nghi ngờ y quy định kìm chân hàng ngàn người Mỹ di tản để làm con tin, buộc Mỹ phải quay lại tham chiến. Bị Mỹ bỏ rơi, nhưng cuối cùng nhờ những chiến hữu không quân ngày trước, vào trưa ngày 29 tháng 4, Loan và gia đình đã leo lên được một vận tải cơ C-130 và tới Utapao, Mỹ. Ở đây, y cũng bị hàng ngàn người phản đối kịch liệt. Năm 1976, hai dân biểu của Đảng Dân Chủ Mỹ là bà Elizabeth Holzman và ông Harold Sowell đã thay mặt người đàn ông bị Loan hạ sát trên đường phố, kiện Loan như một tội phạm chiến tranh và yêu cầu trục xuất Loan ra khỏi nước Mỹ. Cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ cũng đồng quan điểm, yêu cầu trục xuất Loan về Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nguồn thông tin cho rằng vì Mỹ không muốn khơi lại vết nhơ họ từng can dự, nên đích thân Tổng thống Jimmy Carter đã phải can thiệp và quyết định cho phép Loan được ở lại định cư.
gia đình Loan đến lập nghiệp ở thành phố Springfield, tiểu bang Virginia của Mỹ và mở một tiệm bán pizza mang tên Pháp là Le Chant Continuel. Đến năm 1991, nhiều người dân địa phương phát hiện ra Loan là tên sát nhân bắn vào đầu tù binh bị trói trong bức ảnh hành quyết tại Sài Gòn, nên họ phản đối Loan bằng cách đi vòng quanh khu đó và hò hét ở Mỹ. Thậm chí, có người còn vào nhà vệ sinh của tiệm và viết lên tường câu: "We know who you are. Chúng tao biết mày là ai." Ngày 14 tháng 7 năm 1998, Nguyễn Ngọc Loan chết vì bệnh ung thư vòm họng tại Booker, tiểu bang Virginia của Mỹ, hưởng thọ 68 tuổi, để lại vợ, 5 người con và 9 cháu nội ngoại, kết thúc cuộc sống đầy tội ác man dợ và bi thảm của y. Ngày 1 tháng 2 năm 1968, cuộc tổng tiến công và vận động quân chúng nổi dậy chiếm chính quyền vào dịp Tết Mậu Thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam diễn ra trên hầu hết lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất và có một vai trò và hệ quả mang tính bước ngoặt trong chiến tranh Việt Nam. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có ý nghĩa lịch sử như mắt xích quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bộ Mỹ thừa nhận thất bại trong chiến lược chiến tranh cục bộ và đưa quân về nước. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến phút cuối cùng của video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.